Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa gấp rút hoàn thành khu cách ly y tế tập trung phục vụ cách ly người đi và đến từ các vùng dịch COVID-19. Thành đoàn thành phố Thanh Hóa xung kích phòng chống dịch COVID-19. Huyện Thọ Xuân đẩy mạnh tái đàn lợn sau khi trên địa bàn tỉnh hết dịch tả lợn châu Phi. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế tiếp tục có thông báo khẩn đối với hành khách đi trên 3 chuyến bay có ca mắc COVID-19 cần theo dõi kiểm tra sức khỏe. Bộ Y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay sau có hành khách mắc COVID-19 bao gồm MI-632 của Sinkai từ Singapore đến Đà Nẵng ngày 14 tháng 3 năm 2020. VN54 của Vietnam Airlines từ London đến Hà Nội ngày 13 tháng 3 năm 2020. Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến bay này. Ngoài ra, các hành khách đi trên chuyến bay SQ323 của Singapore Airlines từ Amsterdam đến Singapore ngày 14 tháng 3 và nối chuyến trở về Việt Nam cũng liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp diệt may cả nước hoàn toàn có đủ khả năng đáp ứng và cung ứng các sản phẩm diệt may, đặc biệt là khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang kháng giọt bắn. Tính toán từ năng lực sản xuất của doanh nghiệp và nguyên liệu, Bộ Công Thương khẳng định các doanh nghiệp dệt may cả nước hoàn toàn có thể đạt được công suất 40 triệu khẩu trang một tháng. Hiện nay các doanh nghiệp đã chủ động được từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra để phục vụ cho nhu cầu của nhân dân. Bộ Công Thương đã thành lập tổ công tác có trách nhiệm kết nối cung cầu mặt hàng khẩu trang. Tổ công tác có nhiệm vụ khẩn trương làm việc với Bộ Y tế để xác định nhu cầu cần thiết sử dụng khẩu trang vải, kháng giọt bắn và khẩu trang vải kháng khuẩn trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng đáp ứng nhu cầu của xã hội tổ công tác cũng có trách nhiệm phối hợp làm việc với các địa phương để cập nhật thông tin số liệu liên quan đến việc cung ứng khẩu trang từ đó có phương án làm việc với bộ y tế để báo cáo và đề xuất với chính phủ xem xét sử dụng ngân sách nhà nước hoặc ngân sách nhà nước đã được giao cho các địa phương quản lý để mua khẩu trang cung cấp miễn phí cho các đối tượng xã hội như người già người cao tuổi trẻ em và người có bệnh nền để phòng chống dịch COVID-19. Dịch COVID-19 trên thế giới và ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lây lan đến Thanh Hóa là rất lớn. Để đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đang gấp rút hoàn thành các khu cách ly y tế tập trung phục vụ cách ly người đi và đến từ các vùng dịch COVID-19. Tại huyện Cẩm Thủy, công sở của ban nhân dân xã Cẩm Sơn cũ hiện đã được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung của huyện Cẩm Thủy. Khu cách ly này nằm riêng biệt với khu dân cư, có sức chứa từ 50 đến 60 người. Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn thành gần 90% và đang gấp rút chuẩn bị đảm bảo các điều kiện tốt nhất để đón người cách ly. Khu vực nhà điều hành đã bố trí xong, khu vực cách ly đã bố trí theo các cái khu vực quy định, một là cái khu vực mà đón tiếp hướng dẫn nhân dân vào cách ly và tiêu độc khử trùng và đăng ký để lấy tờ khai và sau đó là phân và nhận các cái trang thiết bị vào khu cách ly. Thứ hai là cái khu nhà điều hành đã chuẩn bị xong. Và thứ ba là đã triển khai xong cái khu vực hậu cần kỹ thuật. Bắt đầu từ ngày hôm nay là cơ quan quân sự và công an đã tiến hành là tổ chức phân công và gác khách trong khu vực này. Khi nào mà có lệnh của huyện để tiến khai thực hiện cái khu cách ly thì chúng tôi sẽ bước vào cách ly được ngay. Ngoài khu vực cách ly y tế tập trung này, Huyện Cẩm Thủy đã xây dựng phương án khu cách ly dự phòng thứ hai tại khu đội trú Trường Trung Cơ sở dân tộc đội trú huyện Cẩm Thủy và dự kiến trưng dụng hai khách sạn trên địa bàn thị trấn Cẩm Thủy làm khu vực cách ly cho người nước ngoài hoặc người Việt Nam chấp nhận hình thức cách ly trả phí cho khách sạn. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, đến nay đã có khoảng 80% các huyện thị xã thành phố trong tỉnh cơ bản hoàn thành khu vực cách ly y tế tập trung sẵn sàng đón người cách ly khi có yêu cầu của ban chỉ đạo chống dịch các cấp. Huyện Vĩnh Lộc chúng tôi là có gây chọn cái địa điểm này là à, trung tâm của dịch vụ nông nghiệp. gồm có hai khu nhà. À, một khu thì chúng tôi dành cho số người cách ly ở, sức chứa là từ 30 đến 50 người. Và một khu là dành cho cán bộ phục vụ. ở. Trong khu thì chúng tôi đã sắp xếp à, tu sửa à, đảm bảo các cái trang thiết bị để phục vụ cái đáp ứng nhu cầu cho người đến cách ly. Vì ban thị xã Bỉm Sơn có 3 khu cách ly. Khu thứ nhất ở tại bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn. Cách ly là khoảng 20 người. Khu thứ hai là bệnh viện đa khoa Asia thì cách ly là khoảng 30 người. Ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục xây dựng thêm một khu cách ly nữa ở trạm y tế phường Đông Sơn cơ sở 2. Tức là cái trạm xã Hà Lan cũ thì cách ly là khoảng 20 người. Theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, đối tượng cách ly ở khu cách ly y tế tập trung tại các huyện thị xã thành phố là người đi từ hoặc từng qua vùng có dịch của các quốc gia có dịch Covid-19. Theo thông tin của Bộ Y tế, người tiếp xúc gần với các trường hợp mắc Covid-19 trong trường hợp vượt quá khả năng của cơ sở y tế hoặc các trường hợp khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và tùy theo diễn biến của dịch bệnh phát huy tinh thần tình nguyện xung kích vì cộng đồng. Trong dịp này, thành đoàn thành phố Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân thành phố phòng chống dịch COVID-19. Đến từng nhà dân phát tờ rơi, trò chuyện hướng dẫn từng tiểu thương kinh doanh ở các chợ, cách tự bảo vệ mình và cộng đồng trước dịch bệnh, tuyên truyền kiến thức về phòng chống dịch tại những nơi công cộng. Những ngày này, Bóng dáng áo xanh tình nguyện có mặt ở khắp mọi nơi trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Trong vai trò là thành viên của các đội phản ứng nhanh, đoàn viên thanh niên bám sát địa bàn được phân công phụ trách, nắm chắc tình hình di biến dân cư, kịp thời phối hợp với các tổ dân phố xử lý những tình huống xảy ra. Ban chấp hành đoàn phường đã tổ chức ra các đội xung kích chung tay với các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động bà con nhân dân để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đặc biệt cái hoạt động của đội xung kích này đã mang cái sức lan tỏa rất là lớn đến đoàn viên thanh niên sự ra quân của đoàn thanh niên mà triển khai đội phản ứng nhanh về công tác phòng chống dịch Covid-19 chúng tôi thấy là đây là một cái vấn đề rất là hiệu quả chúng tôi đã nắm chắc được các đối tượng từ ở vùng dịch về kết hợp với công an phu, khu vực cùng với đại đoàn nên trên địa bàn phố hiện nay chúng tôi đảm bảo giữ được các vấn đề an toàn về Covid-19. Trước diễn biến phức tạp và sự lây lan nhanh của dịch Covid-19, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa, thành đoàn thành phố đã thành lập 42 tổ phản ứng nhanh tại các phường xã và trường học trên địa bàn, mỗi tổ gồm từ 3 đến 5 thành viên thường trực. Các tổ được cung cấp số điện thoại đường dây nóng, có nhiệm vụ nắm bắt nhanh chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh ở từng địa bàn dân cư, đơn vị, xuất sàng nhận nhiệm vụ khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố điều động. Và nhiệm vụ của các tổ phản ứng nhanh đó là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân về kỹ năng phòng chống dịch bệnh COVID-19, đấu tranh phản bác những cái thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 làm hoang mang trong dư luận, kịp thời nắm bắt các đối tượng mà đi từ vùng dịch trở về địa phương để vận động họ cách ly để tránh cái tình trạng là dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Những việc làm thiết thực của các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự hưởng ứng nhiệt tình từ các tổ chức doanh nghiệp. Trong dịp này, nhiều doanh nghiệp cá nhân đã hỗ trợ thành đoàn hàng trăm triệu đồng để thiết kế thi công 1.000 cụm pano treo ở những nơi công cộng, in 34.000 tờ rơi, tài liệu, tuyên truyền phòng chống dịch phát miễn phí 30.000 khẩu trang và 10.000 chai dung dịch rửa tay. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đang được thực hiện một cách hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về việc tạm cấp hơn 8,9 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại do lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 6 tháng 2 năm 2020 để các ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện. Cụ thể mức hỗ trợ được áp dụng như sau: đối với lợn con, lợn thịt các loại 25.000 đồng một kg lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác 30.000 đồng một kg lợn hơi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với sở tài chính theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra và đôn đốc ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp đến các hộ sản xuất bị thiệt hại đảm bảo công khai minh bạch đúng chính sách và mức quy định Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 13 tháng 3 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không còn địa phương nào có dịch tả lợn châu Phi. Đây là cơ sở để các gia trại trang trại và người chăn nuôi trong tỉnh yên tâm tái đàn lợn. Tại huyện Thọ Xuân, nơi bị giảm tới 40% tổng đàn lợn do dịch tả lợn châu Phi, việc tái đàn đang được đẩy mạnh cùng với các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học. Sau khi đàn lợn gồm 30 con lợn nái và hơn 100 con lợn thịt bị tiêu hủy hoàn toàn do nhiễm dịch tả lợn châu phi hồi tháng 10 năm 2019, gần nửa năm qua gia đình ông Lê Ngọc Ngọ ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân phải để chuồng trống, không dám tái đàn vì lo ngại dịch bệnh tái phát. Sau khi các địa phương trong tỉnh công bố hết dịch, gia đình ông đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tái đàn. Thì chuẩn bị cho cái việc tái đàn của tôi là trước khi bị dịch đến giờ là khoảng độ gần 5 tháng rồi. Thì cái thời gian là có lẽ cũng gần nổn đến 6 tháng. Gia đình những tổ chức tiêu độc khối trường bằng vôi hóa chất. Thì đến nay là cũng tạm ổn. Cái chương trình này chờ cũng là sang cuối tháng này là, là đầu tháng 4. Là sẽ là tái đàn lại theo cái cụ nay nay tôi đã đặt lợn giống rồi. Nhưng mà chờ cái thời gian một tháng nữa thì trả Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, đàn lợn của huyện Thọ Xuân bị giảm khoảng 40% tổng đàn từ 95.000 con xuống còn hơn 55.000 con. Tính đến hết tháng 2 năm 2020, trên địa bàn huyện đã có 202 hộ tái đàn lợn. Tuy nhiên, chủ yếu tái đàn quy mô nhỏ ở các nông hộ. Chỉ sau khi toàn tỉnh đã hết dịch, việc tái đàn mới được đẩy mạnh, nhất là ở các trang trại, gia trại quy mô lớn. Để công tác tái đàn hiệu quả, bù đắp tổng đàn bị giảm và tránh phát sinh dịch bệnh, ngành nông nghiệp huyện Tọ Xuân phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền hướng dẫn bà con vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng khu vực nuôi, lựa chọn con giống đảm bảo và yêu cầu các hộ ký cam kết tái đàn đảm bảo an toàn sinh học. Chúng tôi cũng đã triển khai cho các hộ là phải thực hiện tốt cái khâu vệ sinh à, an toàn đảm bảo cái tự độc khử trùng và cam kết à, đối với địa phương là phải à, thực hiện cái chăn nuôi cho nó đảm bảo à, rồi chọn con giống à, cũng phải có nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo cái giống chất lượng tốt. Và chúng tôi đã giao trách nhiệm cho cán bộ thú y là tổ chức kiểm tra cái nguồn gốc xuất xứ của đàn lợn sau khi tái đàn. Thì huyện cũng đã có cái chính sách hỗ trợ là mua hóa chất, vôi bột để hỗ trợ cho các xã thị trấn thực hiện cái tiêu độc khử trùng đảm bảo cái phòng chống dịch bệnh cho nó tốt. trên cơ sở đó thì cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các xã thị trấn nắm chắc cái tổng đàn và giả soát lại các cái hộ chăn nuôi trên địa bàn để làm sao là ta nắm chắc được cái việc là cái đầu vào và quản lý cái đầu ra cho đất đảm bảo. Chủ trương của huyện cũng đang tập trung cho các cái mô hình trang nuôi trang trại quy mô tập trung lớn để làm sao kiểm soát được cái dịch bệnh cho tốt. Cùng với việc tuyên truyền hướng dẫn các nông hộ trang trại tái đàn đảm bảo an toàn sinh học, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người chăn nuôi không nên tái đàn ồ ạt. Vì như vậy có thể dẫn đến lượng cung ra thị trường tăng đột biến, khiến giá lợn hơi sụt giảm sâu, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế chăn nuôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, mặc dù ngân hàng nhà nước đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 như giảm lãi suất, kéo giãn thời gian hoàn nợ, nhưng đại diện nhiều doanh nghiệp lại bày tỏ mong muốn cần phải minh bạch các gói hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo công bằng. Bài báo dẫn lời ông Nguyễn Quốc Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cao su Đức Minh, kiêm chủ tịch hội cao su nhựa thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp của ông đã thử liên hệ với một số ngân hàng có công bố tham gia gói 285.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, câu trả lời lại là phải chờ hướng dẫn của ngân hàng nhà nước, phải có đơn xin xác nhận hồ sơ cùng nhiều yêu cầu khác. Hiện nay đối với các doanh nghiệp sản xuất bị ảnh hưởng gián tiếp thì rất khó chứng minh cho ngân hàng để đề nghị hỗ trợ. Điểm chung mà hầu hết doanh nghiệp mong mỏi là cần có sự minh bạch trong triển khai các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp. Báo Lao động Thông tin để triển khai chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo giả soát hướng dẫn tuyên truyền đến các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp thuộc các ngành nghề gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6 năm 2020 ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến tháng 6 năm 2020 mà dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì kịp thời phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12 năm 2020. Dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan diện rộng một trong những vấn đề được người dân quan tâm là Bộ Y tế có chiến lược gì để điều trị những ca bệnh nặng và hạn chế tối đa virus gây bệnh lây lan sang những trường hợp nếu mắc. Về vấn đề này, báo điện tử VOV dẫn ý kiến của các chuyên gia y tế công cộng cho biết nếu không kiềm chế được dịch bệnh thì hàng trăm nghìn người mắc bệnh nền đang sống trong các gia đình ở nước ta đứng trước nguy cơ tử vong vì COVID-19. Từ thực tế xuất hiện những ca bệnh nặng phải thở máy đã khiến nhiều người cao tuổi, sức khỏe yếu, cảm thấy lo lắng. Bài báo cũng thông tin nếu như việc lấy mẫu xét nghiệm ngay tại các sân bay và tiến hành cách ly y tế đối với hành khách đến từ vùng dịch là bảo vệ vòng ngoài, thì các bệnh viện hiện nay đều tổ chức bảo vệ vòng trong, hạn chế tối đa virus gây bệnh COVID-19 xâm nhập. Cùng với đó, việc điều trị COVID-19 được thực hiện ngay tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, nơi phát hiện các ca mắc bệnh, hạn chế thấp nhất việc đưa trường hợp mắc bệnh về những bệnh viện đa khoa lớn để tránh xảy ra lây nhiễm chéo và quá tải. Báo điện tử VN Express cho biết, thời điểm dịch bệnh, việc dạy học qua Internet hay truyền hình được thầy cô rất ủng hộ, nhưng thực tế cũng chỉ ra những hạn chế của hình thức học này. Hiệu trưởng trường Marie Curie Hà Nội chỉ ra 3 vấn đề mà học trực tuyến không đáp ứng được. Thứ nhất, chất lượng học qua Internet hay truyền hình không thể so sánh với cách học truyền thống, nơi tạo ra sự tương tác tốt hơn giữa học sinh và giáo viên. Thứ hai, hình thức này cho thấy sự không đồng đều giữa các học sinh với những em có đầy đủ thiết bị học tập, có ý thức tự học và gia đình quản lý tốt thì có tác dụng. Những em điều kiện khó khăn không được quản lý sẽ học đối phó. Thứ ba, học trực tuyến còn khiến các trường viên vào đó để thu tiền học trong khi chất lượng không đảm bảo. Một số trường tổ chức dạy học theo cách có còn hơn không. Theo báo Điện tử VTV, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số chuyên gia giáo dục có đề xuất cắt giảm chương trình hoặc một số môn thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2020. Liên quan đến đề xuất trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu giảm tải chương trình để vừa đảm bảo mục tiêu giáo dục, vừa phù hợp với điều kiện dạy học của các trường học trong điều kiện ảnh hưởng của COVID-19. Đồng thời, xây dựng và sớm công bố đề thi tham khảo cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 phù hợp với nội dung giảm tải. Do vậy, giáo viên và học sinh không nên quá lo lắng trao đổi về việc giảm bớt môn thi bài thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020, ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ giáo dục Trung học Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia phải thực hiện theo quy chế. Trong giai đoạn này, do dịch bệnh, các trường phải nghỉ học trong một thời gian. Bộ sẽ nghiên cứu để giảm tài nội dung thi phù hợp với tình hình thực tiễn. Về số lượng bài thi, môn thi, chúng ta vẫn phải thực hiện theo thông tư đã ban hành. tổng cục đường bộ việt nam vừa yêu cầu các sở giao thông vận tải chỉ đạo các trung tâm đào tạo lái xe ô tô lắp thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết môn pháp luật giao thông đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn chủ động nghiên cứu, lựa chọn thiết bị công nghệ và phần mềm quản lý phù hợp để nhận dạng, theo dõi được thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ của học viên học lái xe ô tô trừ hạng B1 tại cơ sở theo quy định. Thiết bị công nghệ phần mềm phải có các chức năng và đáp ứng được các yêu cầu quản lý, giám sát tối thiểu theo quy định. Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải hoàn thành việc ứng dụng công nghệ để theo dõi thời gian học của học viên trước ngày 1 tháng 5 năm 2020, nếu không sẽ bị đình chỉ hoạt động tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô. Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Định có trên 15 km quốc lộ 45 đi qua do tuyến đường khai thác đã lâu chưa được cải tạo nâng cấp, cộng với ngày càng có đông phương tiện lưu thông trên tuyến, nhất là phương tiện chở quá tải, đã khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 45 đi qua huyện Yên Định bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Từ km 41 cộng 600, xã Yên Phong kéo dài, đến km 45 cộng 500, xã Yên Thái, hiện đang có 4 điểm mặt đường xuống cấp, bòng chóc, xuất hiện các ổ gà. Tuy nhiên nghiêm trọng nhất là đoạn qua xã Yên Thái, hiện tại từ km 44 đoạn qua làng Yên Xá 1, xã Yên Thái đến điểm giao cắt với tỉnh lộ 528 thuộc dốc Lê, mặt đường gần như đã bị bong chóc hết phần nhựa, chằng chịt các ổ gà với các hố sâu 20 đến 30 cm, rộng 1,5 m. Ngày nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Đáng nói từ ngày tuyến đường xuống cấp, rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại khu vực này. Cấp nhiều, cho nên là ổ ổ gà nhiều quá lắm cho nên là nhiều cái ổ sâu lắm cho nên là vai tôi đi hay bị trượt ngã nhiều. À, chủ yếu là xe máy, tại vì bây giờ công ty thì là công nhân càng ngày càng tăng lên, xe nổ vận hành rất nhiều, cho nên là đường xấu thì xe máy va chạm nhiều hơn. Từ xã Yên Phong xuống xã Yên Thái hiện đang có hai bãi tập kết cát nên ngoài lưu lượng phương tiện tham gia giao thông dân sinh, mỗi ngày có tới hàng trăm lượt xe ô tô tải chở cát có khối lượng hàng chục tấn lưu thông trên quốc lộ 45. Đây là nguyên nhân chính khiến quốc lộ 45 đoạn từ xã Yên Phong kéo dài xuống xã Yên Thái ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Được biết trước nguy cơ cao mất an toàn giao thông do quốc lộ 45 ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, năm 2018, Ủy ban dân huyện Yên Định đã có văn bản báo cáo cục quản lý đường bộ 2.1, đơn vị quản lý tuyến đường, đồng thời đề nghị sớm triển khai dự án sửa chữa, cải tạo nâng cấp quốc lộ 45 đảm bảo giao thông êm thuận phục vụ dân sinh. Tuy nhiên đến nay, những vị trí hư hỏng vẫn chưa được khắc phục, nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường vẫn luôn rình rập. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.